Vì và các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái dòng mic thu âm được rất nhiều các bạn streamer, vlogger sử dụng để trong những chuyến mà quay phim của mình á, để thu lại những cái thước phim có âm thanh được chuẩn, có nghĩa là không ồn nè. Cái mic này á, thì nó thu âm rất là hay luôn nha các bạn. Đây là cái dòng mic thu âm Beelin 500B5 nha các bạn. Đây là cái hình dạng bên ngoài của vỏ hộp. Đây, hình dạng bên ngoài của vỏ hộp của cái mic thu âm này nha các bạn. Không biết là bên trong thì nó có những gì, thì đây là hình dạng bên ngoài của nó nè các bạn. Đây là cái nguyên cái hình dạng bên ngoài của nó nè, series nè. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem coi bên trong cái hộp này ấy, thì nó sẽ có những gì nha các bạn. Đây nè, sau khi mình mở cái hộp ra thì bên trong đầu tiên là nó có cuốn sách hướng dẫn nè, hướng dẫn mình sử dụng nè. Ở trong đây có cái que chọc sim này nè các bạn. Rồi, ngoài ra đây là một cái mic thu âm nè, cái này để mình cài vào áo nè. Cái mic thu âm nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là mic thu âm. Đây là cái phần mà mình gắn vô điện thoại á các bạn, để nó thu tín hiệu về cái điện thoại của mình á. Ngoài ra để mình xem thử coi bên trong nó còn những gì nữa các bạn. À, ở đây nó có một cái hộp nữa. Bên trong hộp để mình xem coi nó có những gì trong cái hộp này nha các bạn. Bên trong đây thì nó sẽ có thêm một cái micro cài áo á. Micro này để mình cài áo. Đây có cổng jack 3.5 nè, mình sẽ cắm cổng jack 3.5 vào cái cổng mic trên cái mic cài áo nè. Cái này mình có thể bỏ dưới túi quần á, rồi cái này mình sẽ móc trên cái áo á để mình thu cũng được. Hoặc là trên đây nó có sẵn cái mic thu rất lớn rồi, cái này trên đây nó thu rất chuẩn luôn rồi. Nếu mà ai có nhu cầu mà gắn lên áo á, thì có thể sử dụng thêm cái này. Đây là dây sạc nè các bạn. Hãng sẽ cung cấp thêm mình một sợi dây sạc. Ở đây là sạc sử dụng cổng Type-C nha các bạn. Tại cái này là thiết bị sử dụng cổng Type-C. Cái này sử dụng cho riêng cho điện thoại hoặc là thiết bị mà có cổng Type-C thì mới sử dụng được thôi nha các bạn. Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android. Bên trong cái hộp chỉ có nhiêu đó thôi nha các bạn. Thiết bị này á, khi mình mới mua về á, thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất á, thì mình sẽ sử dụng hết pin xong rồi mới sạc. Thiết bị này thì sử dụng rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần nhấn vào cái nút mà nguồn này nè, mình đè trong khoảng 5 giây, mình buông ra, đèn sẽ sáng lên màu xanh, như vậy là báo là mình đã khởi động thành công. Và cái đầu này á, mình sẽ cắm vào điện thoại, thì mình sẽ bật video lên mình quay á, thì mình sẽ đeo cái này vào á, thì nó sẽ thu tiếng lại được thôi. Cái này sử dụng thì cũng rất là đơn giản luôn. Giá thành thì cũng không bắt quá. Vì thế việc trang bị cho mình một cái chiếc mic thu âm để mình quay vlog để có âm thanh rõ ràng á, là một cái điều rất là cần thiết. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.